nam MC duy nhất được bà Phương Hằng tôn trọng, dành lời khen khi chửi té tát những nghệ sĩ khác. Tối ngày 25 tháng 5, bà Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi lại tiếp tục lên sóng livestream và nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Nhiều cái tên đã được nữ doanh nhân này nhắc tới như Hoài Linh, Vy Oanh, vợ chồng Hồng Vân. Ngoài ra, bà Phương Hằng còn nhắc tới lùm xùm của các nghệ sĩ trong thời gian qua về việc PR sản phẩm kém chất lượng. Thông tin này cũng đã gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Chia sẻ về việc sau việc nhận lời PR quá đà cho các sản phẩm, nữ doanh nhân này khẳng định niềm tin của công chúng khi thấy nghệ sĩ quảng cáo là đã tin 50%. Thế nhưng tất cả chỉ là một cú lừa. Tôi thấy giới showbiz, một số nhỏ thôi, đi quảng cáo tiền ảo. Đó cũng giống như kinh doanh đa cấp, bể ra là mấy nghìn tỷ. Người đi trước lừa người đi sau, cuộc sống có biết bao nhiêu cú lừa rồi. Đằng sau thương hiệu nổi tiếng, đằng sau con người tự cho là cao quý lắm thối nát như thế nào? Đây là một trong những bài học đau thương khi chúng ta thần tượng một ai đó hay chúng ta trao đi niềm tin. Kịch liệt lên án những người PR sản phẩm ảo, không như những gì quảng cáo. Thế nhưng bà chủ Đại Nam lại dành lời khen cho việc dám nhận lỗi của MC Quyền Linh khi anh lỡ nhận lời quảng cáo và thổi phồng công dụng của một loại thực phẩm chức năng. Tôi vẫn thường nói nghệ sĩ này nghệ sĩ kia, nhưng có một nghệ sĩ tôi khá tôn trọng, đó là Quyền Linh. Bà Phương Hằng thẳng thắn. Bà Phương Hằng đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp và trách nhiệm của MC Quyền Linh khi lên tiếng nhận sai vì quảng cáo cho sản phẩm cao hơn giá trị thật đến 70%. Quyền Linh là người rất tự trọng nha quý vị. Tôi thấy tại sao người ta không tin chất lượng sản phẩm mà lại nghe lời quảng cáo mới chết chứ. Tại sao chúng ta bị lừa sâu? Vì chúng ta tin. Quyền Linh là người rất đáng trân trọng vì lên tiếng nhận sai cho quảng cáo sản phẩm cao hơn công dụng thật đến 70%. Cùng với lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều nghệ sĩ trong thời gian qua, mới đây, dư luận cũng vô cùng bức xúc khi phát hiện một số nghệ sĩ quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc và phóng đại tác dụng sản phẩm tràn lan trên thị trường, trong đó có MC Quyền Linh. Ngay sau đó, MC Quyền Linh đã kịp thời nhận sai và lên tiếng về sự việc này. Anh chân thành xin lỗi khán giả và rút kinh nghiệm sâu sắc sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Chính điều này đã khiến anh trở nên thiện cảm hơn trong mắt khán giả, trong đó có cả bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình. Tôi bức xúc khi hình ảnh của tôi vẫn bị cắt ghép quảng cáo các sản phẩm xương khớp, ung thư, trĩ, sản phẩm nhạy cảm. Chưa bao giờ tôi ký hợp đồng quảng cáo với các sản phẩm này. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những cá nhân, đơn vị lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để làm công cụ bán hàng, MC Quyền Linh bày tỏ. Vừa qua, vụ việc một số nghệ sĩ quảng cáo các thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội bị nhiều người chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng, người nghệ sĩ đừng vì tiền mà tiếp tay cho cái xấu.